Vâng, và tiếp theo đó là em Quế C. Nói về Quế C thì đáng thường đồng tiền bắt gạo nha các bác. Quế C nó rất là nhiều model, đó là những model đời cao hơn của dòng mới hoặc là những dòng USA nữa các bác, tiếng rất là tốt, dòng đời cao, đời con này những dòng đời 2000 nha các bác, để chạy sò 16 con Toshiba, cấu hình là nguồn xuyến, con này 9.500.000, nó thì khỏe hơn con Crown ở video đầu tiên. Ở lần đầu tiên em đã giới thiệu các bác là que gửi cho anh Nam và con gái, con này khỏe hơn. Con này 9.500.000 nha các bác. Này thì các bác chơi thoải mái 2 cặp full 30, chơi gia đình với thiết kế rất là đẹp. Các bác thấy nghe Quyên Xe đánh đá không? Tất cả những dòng Quyên Xe đều tiếng rất là tốt nha, phải nói là cực tốt. Lì mãi thương về cố hương xa vời, lì nhớ mong ai mở tràn giấy. Mùa thu trong tim suốt năm canh dài, từng hạt buồn đau. Em còn 2 con nha, và 850 nó sẽ có giá là 7.500.000 nha các bác. Model RMX 850 là 7.500.000, còn RMX 2450 là 11.500.000, còn đây là 1450 nha. Em còn 2 con nha các bác. Đây là cái nắp của nó, hàng đẹp hết cho các bác nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào có nhu cầu về những con RMX của QC 8.50 thì 7.500.000, còn 1.450 thì 9.500.000, còn 2.450 là 11.500.000. Vâng, xin chào tất cả các bác. Thì nay em có về được vài con QC. Thì trong đợt này em về được 2 con, 3 con 1.450 là dòng series RMX, là dòng đời cao hơn những dòng MX nha các bác. Nên là những dòng này về con nào cũng rất là đẹp luôn. Và các bác nào khó tính thì những con này chơi gia đình, thứ nhất là hay và trưng bày đẹp, gọn gàng. Thì dòng này thì nên em đặt hàng về cho các bác về được vài con. Thì từ khi bán tới giờ thì em về được 2 con, là tổng số lượng là trước đây là về được 2 con mà rất là lý tỉ. Thì nên em về được 3 con, là đến nay là tổng là được 5 con. Thì giá là 9.500.000, đã bao gồm phí ship nha các bác. Những con này chơi gia đình rất là hay. Nói về QSC thì chúng ta không cần bàn tán về chất âm. Nó chất âm đáng từng bát gạo từng chất, nó không bị đổi giá nhiều. Đấy. Và thứ nhất là cái chất lượng âm thanh cũng như là sức mạnh của nó, lực đánh nó rất là tốt, về ba giải nó căng và lực đánh khỏe, giải âm căng tiếng ở giải cao, bass đều tốt. Và đặc trưng của nó thì nó thiết kế mèo đen riêng của những đặc trưng của những con đẩy, nên các bác phối ghép với những con vang hoặc là con năng tiếng, con micro thì nó rất là hợp nha, nó không bị lệch tông màu đấy. Và dòng đời cao này nó sẽ sử dụng là nguồn xuyến rồi nha các bác, nguồn xuyến nha các bác. À, mỗi vé nó sử dụng là tổng là 16 sò nha các bác, 16 sò Toshiba, mỗi vé là 4 tụ lục nguồn. Và dòng này rất là êm đấy, cái cầu chày sứ là còn nguyên, em sưu tầm cho các bác những con là cái cầu chày sứ còn nguyên theo máy nha. Đây là cái cầu chì này đấy, USA đấy. Và đặc biệt dòng này rất là hay, và lúc trước em đã test cho các bác rồi, và thứ nhất là giá nó ngon, anh em hỏi rất là nhiều, nên em mới có được 3 con về, em mới vệ sinh được 2 con thì qua cho các bác. Bác nào lấy thì alo em nha. Dòng này thì trang bị là
hai cái cầu loa, một cầu loa thông dụng và một cầu loa chuyên nghiệp Nutrix. Nói chung đầy đủ tất cả các cổng nha các bác chơi, rất là tiện. QSC RMX 1450 đây là hai volume này, thiết kế của nó này các bác rất là sang và đẹp nha. Về ba con, vệ sinh hai con nào đẹp bắt con lấy thì alo cho em nha. 9.500.000. Đây mời các bác cùng xem này, tăng phô xuyến nè các bác, đời cao tất cả đều sử dụng tăng phô xuyến. Tăng phô xuyến thì hiệu năng sử dụng rất là cao, keo còn nguyên luôn nha các bác. Đấy. Tụ là sử dụng tụ một công suất rất lớn nha các bác, tụ Nichicon nha, 100W trên một tụ nha các bác. Này các bác thấy phần công suất trên tất cả các bể đều có logo WC 2000. Thì phía sau các bác sẽ thấy đấy, đây là 200 loa, đây là cái dây nguồn này các bác, dây nguồn này 200 loa, 100 loa thông dụng này. Đây, các bác có thể kém bắp chuối hoặc là mỏ chim này nha, một cộng loa Nutrix các bác kém dây này chuyên nghiệp này. Nếu các bác có những cái rack này thì mua rack này 25.000 một cái, gì gắn dây loa vào, chúng ta chỉ cần ấn vào và dặn theo phía đồng hồ thì nó sẽ ăn như những cái dòng mà người ta chơi đám cưới đó, rất là tiện nha. Nên là các bác có thể sử dụng 200 loa này. Và đây là đường tín hiệu vào 6 ly và 3 lăng luôn nha. Khi các bác mua những con đẩy bên đây, các bác sẽ được tặng kèm một bộ dây tín hiệu nha. Như những như có hai con này sẽ được tặng kèm dây tín hiệu, gọi là dây 3 lăng các bác, để các bác kết nối vào vang. Vang xuống cho nó tiện. Dây là dây 7 nhật cho các bác nha, trị giá là 300.000 một dây. Hay bác nào lấy con nào cũng được. Hàng đẹp hết cho các bác nha, hai con đều đẹp như nhau nha. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Con này, những con này tiện, được trang bị hai cầu loa luôn. Đấy. Thay đổi cho chuốc này, QC thì khỏi bàn. Nghe chất âm QC rất đã. Đánh loa full, con này thì chơi một cặp full 40 hoặc là những cặp boss, đánh boss BMB thì vẫn thoải mái nhé, nhưng bán 30 đô lại quán rắc phê, quán lần hai cặp. Những con này hàng điện châu Âu 230W, 230W nha các bác. Chúng ta có thể cắm 110, à xin lỗi các bác, 220V nha. Nó này điện châu Âu 230 nên chúng ta cắm 220 rất ok. Hầu như hơn như những năm 2021 này thì đa số hàng châu Âu về rất là nhiều nhé, nhưng đã châu Âu về rất là tiện cho chúng ta sử dụng trong gia đình, khỏi sợ với cắm nhầm. Về những con QC rất là mới, mai em sẽ vệ sinh mấy con kia và thông báo cho các bác sau nha. Thì sẽ chiều nay làm nhanh vệ sinh nhanh, vệ sinh là bụi bặm này, xốp này dính trong này này, nó bê trong này này các bác, nó mới sạch sẽ nha, được bãi mà bỏ công vệ sinh cho các bác sạch sẽ, các bác về cho việc cắm điện và xài thôi. Có thấy những linh kiện QC này trở nó to lắm quá, bự bự. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào lấy QC RMX 1450 thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên nha,